khi đang ngủ mà người yêu qua chơi. Anh ơi, giấy đi ăn sáng đi, muộn rồi. Đang ngủ ăn gì? Rồi đi, em đi ăn trước nhá. Yêu thương đang bao đám say. Chị Nguyệt à, anh Duy đâu? Anh Duy đang ngủ, anh Duy có dậy được đâu? Thế không? Chị đang rảnh ấy, đang định rủ anh đi chơi mà tự dưng lại ngủ mất. Em mới rủ anh đấy đi ăn mà anh ấy còn chẳng dậy. Anh Duy à? Người sao chơi à? Không biết đi chơi luôn nhỉ? Thôi ta đứt dây tơ hồng rồi em.